Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn tham khảo một cây máy cắt cỏ nha. Cây máy cắt cỏ này nó mang thương hiệu là Maruyama Big M. Chữ Big M này nè, chữ B I G với chữ M nè, mình đọc là Big M ha. Big M, Maruyama Big M. Chữ Big M này có nghĩa là được người tiêu dùng bình chọn nha các bạn. Được người tiêu dùng bình chọn được chữ Big M này ha. Nó là Maruyama Big M và nó có cái tên riêng là KC26 nha các bạn. KC26. Cây KC26 này nó là 26cc đó các bạn. 26cc, dung tích xi lanh của nó là 26cc và bít tông của nó là 34 ly nha các bạn. Bít tông 34 ly với tầm làm vườn của mình rất là mạnh mẽ, chạy rất là ổn định nha các bạn. Cây máy này nó sở hữu một cái chụp giật siêu bền nha các bạn, chụp giật siêu bền, còn bóng lưỡng luôn, bóng giận luôn các bạn, dây giật còn rất là đẹp. Nó có hệ thống xả áp tự động giúp cho khởi động rất là nhẹ nhàng nha các bạn. Có xả áp tự động khi mình khởi động rất là nhẹ nhàng. Hồi để mình khởi động thử cho các bạn xem. Nó dòng Maruyama này nắp xăng kính nha các bạn. Nắp xăng kính. Có lỗ thông hơi riêng ha. Nắp xăng kính. Đây. Khi mình châm nhiên liệu vào thì nhớ xăng cộng với nhớt nha các bạn. Xăng cộng với nhớt, nhớt 2 thì nha các bạn. Nhớt 2 thì loại tốt. Với tỷ lệ là khoảng 50 cho tới 70 cc trên 1 lít nha các bạn. 1 lít các bạn pha vào từ 50 đến 70 cc nhớt. Tùy theo cái máy mình nó ra khói nhiều hoặc ra khói ít. Khói nhiều thì mình bớt nhớt lại chút nha. Khói ít thì mình tăng nhớt lên. Với cái tỷ lệ đó thì máy mình chạy rất là, cái semi của mình rất là bền nha các bạn. Các bạn đừng nên pha ít quá. Ít quá là một thời gian là mà máy mình nó sẽ bị xếp bạc nha các bạn. Cái trường hợp pha ít nhớt quá nó không phải hư liền nha các bạn, mà nó tiềm ẩn hư một ngày một chút, một ngày một chút do thiếu nhớt. Thì cái máy người ta xài bền đến 10 năm, mình xài ít nhớt mình xài được 3 năm là máy hư các bạn. Còn mình nếu mình xài đủ nhớt cho nó ha, đủ nhớt bôi trơn, xăng tốt, nhớt tốt, không có cặn bẩn, không có lẫn cồn ha, thì máy xài rất là bền các bạn. Quan trọng nhất là xăng lẫn có cồn nữa hay là nó làm hư cái chế hòa khí của mình nha các bạn. Cho nên các bạn thận trọng mua xăng đừng có lẫn cồn nha ha. Đây, cây KC26 của mình đây ha. Rất là đẹp. Cái máy đẹp xuất sắc luôn. Nó chạy một cái chế hòa khí quanh rồ tự động nha các bạn. Chế hòa khí quanh rồ tự động còn rất là đẹp các bạn. Các bạn quan sát cận xem dây giật của nó là các bạn. Rất là đẹp luôn ha. Chế hòa khí quanh rồ tự động này có nghĩa là nó xăng tự động nha các bạn. Xăng tự động do nhà chế tạo ấn định một cái lỗ đót để cung cấp cho cái máy, không thiếu mà cũng không dư các bạn. Đó là nhà chế tạo ta ấn định ha. Ở đây nó có chữ Wanro đây ha. Chữ Wanro này rất là uy tín các bạn. Chữ Wanro này là chỉ có những chế hòa khí của Nhật nó mới có chữ Wanro nha các bạn. Nó chạy một cái tum rời màu trắng nha. Tum rời màu trắng các bạn quan sát xem nè. Rất là đẹp luôn. Tum rời màu trắng này, đầu trên này là nó là răng nha các bạn. Đầu trên nó là răng. Đầu dưới á, đầu dưới dao đó là nó vuông ha. Cái ti đầu trên là răng, đầu dưới là vuông. Chạy siêu bền luôn các bạn. Siêu bền luôn. Cần láp này 24 nha các bạn. Giúp cho người thao tác mình nhẹ nhàng. Các dòng máy đời mới nó không có làm láp lớn các bạn. Làm láp 24 mà rất là chắc chắn mà các bạn. Không bao giờ bị hư gãy nha. Rất là uy tín luôn.
chứ không phải như cái laptop to đùng như thời xưa ha, làm cho mình thao tác rất là vất vả ha. Cái laptop 24 thôi rất là tuyệt vời. Đây tay nắm của nó đây các bạn, tay nắm của Maruyama rất là đã luôn, tay nắm nhám ha, nhám mà mềm, tay ga giữ ha các bạn, rất là nhẹ nhàng luôn. Móc dây đeo của nó đây các bạn, cần láp của nó đây rất là đẹp luôn. Maruyama biết em ha, KC26B, KC26B nó chói sáng nó không thấy rõ ha. Chữ màu trắng hơi khó thấy, KC26B. Đây các bạn nhìn xem ha, quan sát tiếp ha, trắng cỏ nó đây, đồng một màu dưới máy luôn các bạn. Các máy mình màu xanh, trắng cỏ cũng màu xanh luôn, rất là đẹp ha. Cái cùi của nó các bạn, cái cùi này cùi vuông nha, siêu bền luôn, cùi vuông có logo của Maruyama đây các bạn. Ở trên nó có chống dính cỏ nha, có lỗ chốt đây các bạn, dây về hướng này các bạn sẽ chốt được nha, cho nó cứng cái dao này để mình tháo rưỡi cho nó dễ mà nó êm. Rồi các bạn vịn cái cánh này các bạn mở nó vẫn ra, không cần phải chốt ha. Ở dưới này nó có chống mài mòn luôn các bạn, đây chống mài mòn nó để nó bảo vệ con ốc của mình ha, cho nó lâu mòn để mình dễ thao tác dễ tháo thôi, chỉ đơn giản là chống mài mòn nó có bảo vệ con ốc cho nó đừng mòn thôi các bạn. Dao Makita các bạn, dao Makita ha, thông số kỹ thuật của nó đây rất là uy tín luôn ha, 300 x 15, 300 x 1.5, có nghĩa là dày nó, độ dày 1.5, 300 là chiều dài nè, 1.5 là chiều dày nè ha, 80 là chiều rộng nè, chiều rộng này 80. Và cái lỗ của nó để gắn dao đó các bạn là 25 ly 4, lỗ tròn ở đây gắn dao đó là 25 ly 4, dày 1 ly rưỡi nha các bạn, rất là chắc chắn luôn. Tổng thể cái máy mình đó các bạn, mình quên giới thiệu các bạn, nó ở dưới nách này ha, dưới nách này nó có made in Japan nha các bạn, để các bạn xem cách in ra băng và logo của Maruyama luôn các bạn. In ra băng các bạn có thể chụp hình lại và phóng to ra để xem ha. In ra băng cái số series nó nằm ở đây các bạn không có thấy được ha, ở dưới nòng nó, chân nòng nó có chữ số, ở dưới chân nòng nó cũng có các bạn, số series đây, số chân nòng này ha. Rất là khó thấy. Đấy, cái chân nòng đó, chữ số và logo ha. Đây các bạn. Các bạn có thể chụp hình lại và phóng to ra để xem ha. Còn cái số series nó bị khuất mắt các bạn, không thấy được. Về phía bô lửa của nó thôi các bạn, rất là đẹp luôn, bô lửa nó trắng tinh luôn ha, rất là ngon, rất là đẹp. Công tắc đây, công tắc zin luôn, các bạn quan sát xem ha, cái tum nó rất là đẹp luôn. Tình trạng máy rất là đẹp các bạn, được rồi, để mình khởi động thử cho các bạn xem nha. Máy khởi động rất là nhẹ nhàng các bạn, không có trợ lực, và một ưu thế của nó là chụp giật nó ít hư nha các bạn, nhưng mà nó đổi lại là nó có xả áp tự động cho nó rất là nhẹ, giật rất là nhẹ ha. Đầu tiên cái máy mình chưa lên xăng thì mình phải bơm xăng nha các bạn, bơm xăng ở đây có núm bơm mồi và đóng e ha,
và lên ga một chút xíu thì máy rất là dễ nổ nha các bạn. Còn nếu mà nó đã nổ rồi thì mình giật là nó nổ thôi ha. Thôi rất là ngon các bạn. Các bạn thấy khởi động rất là đơn giản luôn ha, rất là nhẹ, để mình để xa cho các bạn xem. Thế nào cũng nổ hết đâu à, phụ nữ dịch cũng nổ đó các bạn. Rất nhẹ quay ha. Cây Maruyama Beat MKC26 đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.